Rất vui được gặp lại bà con nông dân và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, gặp nhau nhân dịp đầu xuân cũng là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Những người thực hiện chương trình xin được gửi đến bà con và các bạn lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự hanh thông. Và lễ tình nhân, đừng quên dành tặng và trao đi nhiều hơn nữa những yêu thương đối với một nửa của mình. Vâng, Tết đến xuân về, nhìn hoa là thấy sự tươi mới, căng tràn sức sống. Và chương trình hôm nay chúng tôi sẽ thông tin đến bà con và các bạn nội dung xoay quanh loài hoa biểu tượng của tình yêu, đó chính là hoa hồng. Mời bà con và các bạn cùng đến với những thông tin đó ngay sau đây. Vùng trồng hoa hồng Lạc Dương trở thành nơi cung cấp hoa hồng lớn nhất tại Lâm Đồng. Nhiều nông dân nâng cao thu nhập từ hoa hồng thương hiệu Lan Bian. Thăm thung lũng hoa hồng ngoại nhập trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021. Hoa hồng cắt cành từ vương tới cửa hàng và chiếc áo mới lộng lẫy nhân dịp lễ tình nhân. Bà con, những năm gần đây, nghề trồng hoa hồng được nhiều bà con nông dân ở huyện Lạc Dương tập trung phát triển. Bởi so với các loại cây trồng khác, hiệu quả kinh tế từ loài cây này mang lại rất vượt trội. Từ nghề trồng hoa hồng áp dụng công nghệ cao, nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ đồng mỗi năm. Vâng, không nổi tiếng như những làng hoa Vạn Thành hay An Sơn. Ở Đà Lạt, chuyên trồng hoa hồng xuất bán đi các nơi. Hoa hồng Lạc Dương âm thầm bén rễ, đơm bông trên những thửa ruộng dưới chân núi Lan Bian và lặng lẽ tạo thương hiệu riêng cho vùng đất này. Hơn một thập kỷ qua, từ những cành hoa đầu tiên bén rễ trên mảnh đất có độ che phủ rừng 80%. Với những ưu ái mà thiên nhiên ban tặng như khí hậu, đất đai, nguồn nước, cùng bàn tay chăm bẩm và niềm tin về một giống cây trồng mới của người dân xứ núi, hoa đã rực màu, mang lại sự trù vốn cho vùng đất Lan Bian hùng vĩ. Diện tích 1,5 hectare chuyên canh tác hoa hồng của gia đình ông Đỗ Đình Lợi, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương là mô hình kinh tế nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế rất cao. Bên cạnh những giống hoa hồng quen thuộc của địa phương, những màu hoa lạ cũng thường xuyên được trồng xen, cung cấp đa dạng giống hoa cho thị trường. Chỉ tính trên diện tích một sào đã cho gia đình ông thu hoạch 2.000 bông mỗi ngày. Nếu những vườn hoa hồng thông thường tiến hành thu cách ngày, thì trang trại hoa hồng này, hoa hồng thu đều đặn mỗi ngày. Thì nói chung cùng năm nay, nói chung cái giá cả thị trường bông hồng cũng rất khả quan. Đó, bây giờ cái bông hồng nói chung này, kỹ thuật anh người chăm bông hồng thôi, bông cao mà anh ít bông thì anh thua, những bông bình quân đều thì bông nhiều thì anh thắng. Vườn nhiều mình bây giờ mình bắt mối đi các tỉnh, nói chung bông hồng thì không đủ đuổi mà đi. Hiện toàn huyện Lạc Dương có trên 200 hectare trồng hoa hồng, 90% tập trung tại thị trấn Lạc Dương, còn lại ở một số xã như Đạ Sa, Xã Lát, Đa Nhiêm. Với nguồn thu cao từ trồng hoa công nghệ cao, nhiều hộ trong vùng này đã trở thành triệu phú nông dân. Đây cũng là tín hiệu vui, là thành quả lớn khi hoa hồng Đà Lạt mới bén rễ ở mảnh đất dưới chân núi Lan Bian từ 5 đến 7 năm qua. Chúng ta đã được thấy là du khách, người tiêu dùng rất là tin tưởng và rất là yêu hoa hồng Đà Lạt. Nhưng hiện nay thì trên địa bàn Lạc Dương, thị trấn Lạc Dương đã có khoảng 200 hectare ở diện tích trồng hoa hồng. Và có thể nói là bây giờ thị trấn Lạc Dương là chính là thủ phủ của hoa hồng Đà Lạt. Và từ xác định từ vấn đề đó thì hiện nay là cái thu nhập của từ hoa hồng là rất cao đối với người nông dân. Tuy nhiên thì chúng ta nếu như mà chỉ làm theo một cái cách manh mún nó khó. Cho nên hiện nay là huyện Lạc Dương chúng tôi đang giao cho ngành nông nghiệp là xây dựng cái đề án để thứ nhất là phải xây dựng cái thương hiệu hoa hồng Lan Bian. Thì hiện nay là đang xúc tiến phối hợp với các cái đơn vị để xây dựng để mình được chứng nhận với cái thương hiệu nhãn hiệu hoa hồng Lan Bian. Và đồng thời thì hiện nay chúng tôi cũng đang mời một số cái đối tác tiếp tục nghiên cứu thêm ngoài cái vấn đề là chúng ta bán cái hoa hồng để phục vụ cho cái đẹp. Thì hiện nay đang tiếp tục là nghiên cứu thêm ở cái góc độ là chiết xuất từ cái hương liệu hoa hồng để nó tạo ra những giá trị nó gia tăng cao và nó giải quyết được cho cả những cái nhu cầu khi thấp điểm thời điểm hoa hồng. Như vậy để tạo điều kiện cho nông dân để có một cái điều kiện để cái thu nhập nó ổn định.
là địa phương có nhiều lợi thế về tự nhiên khí hậu. Để thu hút đầu tư trong nông nghiệp kết hợp chế biến sâu, tạo giá trị cho nông sản, Lạc Dương đang dần định hình vùng hoa sắc cánh cùng xứ hoa Đà Lạt. Ở đó, hoa khoe sắc cùng núi, cùng rừng, mang đến sự no ấm tươi đẹp cho vùng đất Lang Biang. Thưa bà con và các bạn, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Xuân Long và Kiều Anh xin được nói nhiều hơn về hoa hồng. Không riêng gì hoa hồng ở Lạc Dương hay là hoa hồng Đà Lạt phát huy giá trị kinh tế đâu Xuân Long, mà nhiều những loại hoa hồng nhập khẩu cũng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, tô thêm sắc thắm cho hoa hồng Đà Lạt. Tiếp tục chương trình, mời bà con và các bạn ghé thăm thung lũng hoa hồng ngoại nhập trên cao nguyên trong không khí của những ngày đầu năm. Đây là thung lũng đang trồng và chăm sóc gần 1.000 giống hoa hồng ngoại nhập các loại. Diện tích 12.000 m2 này được ông Trần Văn Đắc gây dựng từ năm 1994. Yêu hoa, đặc biệt là say mê riêng với hoa hồng. Việc nghiên cứu và nhập thử các giống hoa hồng từ khắp thế giới là việc đã quá quen thuộc với lão nông này. Năm 2020, gần 100 giống hoa hồng từ Anh, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ được mang về chăm sóc. Ông Trần Văn Đắc sẽ lựa chọn những giống hoa có các ưu điểm như hoa đẹp, kháng bệnh tốt, lập hoa nhanh, sai hoa, chịu nhiệt tốt để nhân giống bán cho khách hàng yêu hoa. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là những bông hoa hồng thì đã làm cho quý vị thêm tươi trẻ và tràn đầy sức sống trong năm mới 2021 rồi đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của thung lũng hoa hồng Đà Lạt nhé. Dạ vâng, xin chào chú. Thưa chú là mình đã gắn bó với cái nghề trồng hoa hồng này được bao lâu rồi ạ? Tôi trồng hoa hồng năm nay được khoảng 27 năm. Hồi trước thì tôi cũng đam mê hoa, lên trên mạng con rồi nó lên trên mạng nó đưa cái hình ảnh của nước ngoài á, mình xem nó tại sao Đà Lạt mình là khí hậu tốt, mà tại sao mình không nhập giống gì mình trồng để mình chơi. Hồi đầu là trồng chơi thí nghiệm mấy cây thôi, nhưng sau thấy nó vừa đẹp vừa có sắc có hương nữa, thành thử là nhập về trồng sang vườn để phục vụ đông đảo quần chúng. Dạ vâng, như vậy thì chú thấy là cái việc mình nhập những cái giống hoa hồng mới từ nước ngoài về thành phố Đà Lạt của mình thì nó có thích nghi và phát triển tốt hay không ạ? Nói chung là tất cả đều thích nghi, nó lên rất là tốt, nhưng mà cũng có một số phù hợp, còn số không phù hợp. Vậy tại vì của là có ngủ đông, hoa rất nhiều năm nó có một lưới hoa, còn Đà Lạt mình là nó lên thường xuyên, thành thử là có một số giống nó không phù hợp là nó ít hoa, nó không có sai hoa, thành thử không đưa ra thị trường. Dạ vâng, như vậy thì chú đánh giá như thế nào về cái hiệu quả kinh tế khi mà mình chuyển sang canh tác những cái giống hoa hồng ngoại nhập? Thì hoa hồng ngoại nhập á, bây giờ thì thứ nhất là chú trồng theo phương pháp hữu cơ thì nó đỡ phân thúc, đỡ hệ sức khỏe hơn và nó đẹp hơn, nhòn nhã hơn cái phân hồng các cành. Thì hồng các cành là mình phụ thuộc theo thị trường, tức là nở lên phải cát, còn cái hoa hồng này là hồi nọ cũng được hết. Ví dụ như người ta là trồng có thời gian là 3 tháng người ta bán, nhưng mà chú là trồng 6 tháng chú mới bán để cho bộ rễ nó phát triển tốt, để người ta về trồng nó lên tốt. Tâm lý của người mua là người ta ở đây người ta thấy ít bông, nhưng người ta mua về chăm nhiều bông hơn là người ta mừng lắm rồi. Dạ vâng, cảm ơn chú vì đã tham gia chia sẻ cùng với chương trình 365 ngày chuyển động. Mùa xuân, người người thường mang hoa về để hoa tô thắm cho không gian ngôi nhà. Nhưng ở thung lũng hoa này, bao giờ cũng là mùa xuân, bởi hoa ngập tràn cả không gian, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Đặc biệt hơn, tất cả hoa hồng được canh tác tại thung lũng hoa này đều được trồng trên giá thể, canh tác hữu cơ với mong muốn tạo nên sản phẩm chất lượng ngay cả sau khi cây được xuất vườn. Hoa hồng ngoại có màu sắc, hình dáng đẹp mắt, lại có hương thơm rất đặc trưng và bền. So với những loại hoa, cây cảnh khác, cây hoa hồng ngoại cho giá trị kinh tế cao hơn. Vì thế, việc chuyển sang trồng và khai thác hiệu quả từ các giống hoa hồng ngoại nhập đã mang lại nguồn thu khả quan cho nhà nông Trần Văn Đắc. Với những kỹ thuật và kinh nghiệm nhiều năm trong chăm sóc hoa, cây cảnh, vườn hoa của gia đình ông Đắc luôn tấp nập khách từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến tìm mua. Trung bình một tháng, tại đây xuất bán khoảng 7-8.000 gốc hoa hồng ngoại nhập các loại, với giá bán trung bình 80.000 đồng một chậu. Với những giống hoa đặc biệt, có cây có giá lên tới vài triệu đồng. Một mùa xuân mới lại về và trên thung lũng hoa này đang tràn ngập sắc xuân.
Thưa bà con và các bạn, chúng ta vừa mới ghé thăm thung lũng hoa hồng với những giống hoa hồng ngoại nhập cùng với kỹ thuật canh tác của một nhà nông có nhiều kinh nghiệm. Vâng, hoa hồng từ vườn được nông dân chăm sóc rất kỹ lưỡng. Còn qua bàn tay sáng tạo của những nghệ nhân cắm hoa, những tác phẩm từ hoa hồng lại trở nên đa màu sắc, là món quà ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu. Vâng, Xuân Long này là đấng mày râu thì không biết là trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 này Xuân Long đã kịp ghé cửa hàng hoa để đem những bông hoa hồng xinh đẹp về cho một nửa của mình hay chưa? Vâng, tất nhiên là Xuân Long đã ghé mua hoa và quà để tặng cho người thân yêu của mình rồi. Ngay sau đây, mời quý vị cùng xem hoa từ nhà vườn đến cửa hàng hoa thì đã được thay đổi lộng lẫy như thế nào nha. Để gia tăng giá trị của hoa hồng Đà Lạt, từ vườn hoa được chuyển đến chợ và nhiều cửa hàng hoa tươi trên khắp cả nước. Từ đó những sản phẩm hoa hồng cắt cạnh được kết nối với nhau và cùng với nhiều loại hoa khác nữa, tạo nên những tác phẩm hoa giỏ, hoa lãng phục vụ thị trường. Kinh doanh ngành hoa từ năm 2014, cửa hàng Tâm Huy luôn mong muốn tạo nên những tác phẩm đẹp từ chính nguồn hoa được trồng tại Đà Lạt, mang hoa Đà Lạt đến gần hơn với tất cả mọi người. Hoa hồng mang ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu, bền chặt. Vì thế, dịp lễ tình nhân là thời điểm mà hoa hồng được ưa chuộng hơn cả. Hoa hồng trở thành hoa chủ đạo trong mỗi tác phẩm hoa nhân ngày 14 tháng 2. Cái ngày 14 tháng 2 thì tôi cảm thấy rằng là nó một cái ngày dịp lễ tình nhân, một ngày lễ của tình yêu, thì đa số các bạn trẻ sẽ dùng hoa hồng để tặng cho nhau rất là nhiều, cũng như là chồng tặng cho vợ hoặc là đôi lứa tặng cho nhau. Thì cái sản lượng hoa hồng cũng như là những cái sản phẩm mà chúng tôi làm tại cửa hàng đó thì nó sẽ rất là phong phú và độc đáo, nhiều chủng loại. Thì cái sản lượng hoa hồng một năm là chúng tôi sử dụng khoảng tới từ 5.000 đến 10.000 bông cho một dịp lễ. Riêng với cái năm nay thì nó vào ngày Tết thì shop chúng tôi là lại có một cái style mới, là một cái phong cách mới để giúp cho các bạn là thấy là nó độc đáo hơn. Ở chúng tôi là hoa kèm với sô cô la, hoặc là các anh chị thấy là như bó hoa ngày hôm nay đây, chúng tôi kết hợp cái tông màu tím, màu hồng, màu đỏ. Thì nó là có hai bông đỏ thôi, nó là điểm nhấn của ngày lễ tình nhân cho cái đôi lứa yêu nhau, để là nó có sắc khác biệt hơn. Khi mà làm những bó hoa như vậy thì nó là kèm thêm những sô cô la hoặc là những cái thiệp chúc mừng. 14 tháng 2 thì đó là một cái ngày lễ tình nhân đặc biệt. Trong năm thì chúng em muốn thì nó những cái sản phẩm của chúng em sẽ giao đến tay khách hàng một cái cách gọi là một cách những cái sản phẩm chín chu nhất, hoàn thiện nhất, và đặt toàn bộ cái tâm huyết của mình vào đó, giúp cho khách hàng một ngày 14 tháng 2 thật là vui vẻ và giúp họ thể hiện cái tình cảm của mình đối với nhau. Mỗi dịp lễ tình nhân, lượng hoa hồng tiêu thụ tại cửa hàng này lên đến hàng ngàn cành. Với giá trung bình từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một tác phẩm hoa, người tiêu dùng có thể mang món quà ý nghĩa dành tặng cho người thương của mình trong ngày lễ quan trọng này. Vâng, thưa quý vị, tất cả thời lượng chương trình dành riêng để nói về hoa hồng, cùng hy vọng một năm mới với nhiều màu hồng rực rỡ, mọi người sẽ có được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và có nông dân sản xuất được mùa, được giá. Và đến đây chương trình 365 ngày chuyển động cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin kính chúc bà con và các bạn sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Quý vị và bà con quan tâm, muốn đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chương trình ngày mai.